Xin chào các bác nha. Không biết ở chỗ các bác thì thời tiết như thế nào? Chứ hiện nay Bình Dương á, các bác nhìn thấy này, có nghĩa là ra đường xong về là trong nhà là một vợ thấy thành hai á, em sợ luôn. Mồ hôi mồ kế gì nhất tôi mấy đứa trẻ trẻ nhỏ á. Các bác biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 3 giờ nha, 3 giờ chiều nha. Mà các bác thấy này, em đang đứng ở trong xưởng mà nhiệt độ á là lên đến 40-45 độ. Em đo nhiệt độ 45 độ đấy các bạn này. Các bạn nhìn thấy 45 độ không? Đó, ngay chỗ cái vạch có đen đen ở chỗ này là 45 độ. Trên cùng là 50 độ, ở cái số đó là 40 độ, nó nằm giữa là 45 độ đó. Thời tiết Bình Dương bây giờ buổi trưa đang 45 độ. Nhưng mà mọi người lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vẫn đi chơi. Em nói thật với các bác á, em vẫn muốn đi chơi lắm, nhưng mà trời nắng thế này em đi về em sợ bệnh. Mà nhất là các mẹ các chị là cứ tha trẻ em sơ sinh đi. Nắng vô trong nhà mà mồ hôi mượt luôn. Không biết, không ngủ được, không đi được. Ngồi quạt căng, ngồi quạt nóng. Em nói cho vui vậy thôi, nhưng mà tuy nắng hay nắng, nhưng mà hôm nay thờ nó nghỉ, vợ chồng em vẫn tiếp tục công việc. Em đang lên cái tủ kê cầu thang của một cái nhà, bộ cầu thang cực dài luôn. Nó dài tới 4,5 mét á, và chiều cao tới 2,8 mét. Mình đang khống chế lại còn 2,3 mét. Nó mệt, mình lên thế này thì mình thấy nó chưa được ứng lắm. Không biết các bác xem có cái chỗ nào mà chưa hợp lý thì các bác tư vấn giúp em. Ở cái khu vực ngoài này chưa có cái hầu tháo thế, thành ra nó khó tưởng tượng. Cái khu vực này em đang làm cái kệ bên ngoài góc, bởi vì bên trong này đi ra là cái bếp đi ra, một cái chỗ này đập ngay vào mặt, thành ra mình bói rơ lại. Và cái đặc điểm ở cái chỗ này, cái ván mỹ là mình đã dày công và làm được cái chỗ này rất chi là hài lòng, rất chi là nghỉ góc này rất là đẹp. Đó. Còn những cái chỗ này thì mình đang thiết kế đèn led, và ở ngoài này là mình làm kiếng màu để che lại. Cái tủ này mình lên xong thì mình sẽ quay cho bà cô chú anh chị xem, chắc là rất sẽ đẹp đấy. Đó, bên dưới này tất cả các đường này là có led thanh nhôm hết nha. Đó, nhưng mà cái khu vực để TV này thì nó to quá, nó rộng quá, anh ra mình đang muốn thiết kế lại một tí nữa. Thứ nhất là nó thấp, TV nó thấp quá, anh ra mình muốn nâng lên thêm khoảng chừng 30 phân để nó nhỏ lại. Còn khu vực này thì mình đang làm, tiếp tục làm những cái này. Đó. Hôm nay thì ông thờ ông để nó sửa máy, nhưng mà chắc là lễ nó không có keo hay sao, thấy liền tí ông mò về. Còn máy này mình mua về nhưng mà để đây cả tháng trời đây, kêu thờ sửa đi, họ đến họ chỉ làm cuộc quá 3 tỷ một bữa khoảng 1 tiếng rồi họ về. Đó, hôm nay mình tiếp tục làm hàng cho khách. Tất cả các cái dòng này là dòng tủ bếp, tủ áo và kệ cầu thang. Đó, mình sẽ sắm thêm con máy này nữa, và sau khi nó chỉ còn cần khoảng 1 đến 2 ngày nữa là máy bắt đầu đi vào hoạt động, thì chắc chắn rằng mình tin tưởng rằng là cái sản phẩm của mình nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì cái máy này thì nó là liên hoàn, nó bao gồm là dán, gọt, cắt, mài, bao, rửa, lau chui sạch sẽ. Thành ra là mình cũng sẽ tin tưởng rằng là cái sản phẩm nó ra nó sẽ đẹp hơn. Mọi người ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai hay Sài Gòn có nhu cầu mà làm nội thất về công nghiệp thì hãy alo cho mình nha, 0966 871 477, ở có trên các cái video trên màn hình nha. Đó, lề đó các bạn ạ, trời thì vẫn nóng ạ. Và xe hàng thì lắp đây rồi, nhưng mà lễ là thờ không đi làm. Đó, nhiệt độ bây giờ thì các bác biết không, hiện nay ở trong nhà nha, trong xưởng nha, là 45 độ, còn ngoài trời thì chắc chắn nó sẽ rơi vào 40 độ rồi, bởi vì ngoài trời thì nó có gió hơn, còn trong này thì cái máy tôn nó rất là nóng. Nhưng mà vợ chồng mình vẫn phải tiếp tục là công việc. Đó,
À, các bạn xem cái kê cầu thang của em, cái kê tủ cầu thang của em có gì mà chỗ nào mà chưa hợp lý thì chỉ cho em nha, comment dưới video á. À, thứ nhất, thứ hai, cái màu này các bạn nói nhìn có hợp cái nhà, cái tông nhà hay không, màu ẩn nớt đó, đó chính là đẹp, màu ẩn nớt phân gỗ. Sau khi mình làm xong cái việc cái này mình lắp xong thì mình sẽ review cho ông bà cô chủ xem. Còn đây là vợ em, chắc chắn mọi người cũng biết rồi, rất chỉ là tươi đó, lúc ngay chỉ có cười không là ít nói, có đôi khi chửi thì thôi, hay cười ít nói mà hay chửi thôi. Có lẽ mình xin chào các bạn ở đây, ngày lễ người ta đi chơi rồi người ta tổ chức đi ăn, còn gia đình nhà mình tổ chức làm, thành ra là mình cũng buồn buồn, mình lấy máy quay một đoạn video ngắn để gửi tới ông bà cô chú anh chị xem cho nó vui. Mọi người thấy mắc cười thì cùng cười lên một tiếng nha. Rồi, xin chào, chúc mọi người ngày lễ đi chơi thật gặp nhiều niềm vui nha. Rồi, nhưng mà luôn luôn nhớ là bảo vệ sức khỏe bởi vì thời tiết nó quá nắng nha. Rồi, xin chào.